Rồi, xin chào anh chị các bạn, trở lại với chuyên nào ông chơi. Cũng nhiều anh chị hỏi lại quá thì em quay lại cái dòng Mazda CX-3. Đây có thể nói là phiên bản gọi là bán khá là tốt, đây là bản 1.5 Luxury. Giá niêm yết là 599 triệu đồng. Thì so với anh chị xem vào cuối năm ngoái 2023 thì là nó đắt hơn khoảng 10 triệu. Toàn bộ đầu xe nhập của CX-3 thì so với năm 2023 thì bên em lên giá niêm yết khoảng 10 triệu nhé. 534 triệu cho bản thấp nhất, và bản Luxury như này bán chạy thì là đang là 599 triệu, chưa ra biển. Thì ra biển đâu đó vào khoảng 650, 656 một chút ạ. Có cửa sổ trời nhá anh chị nhá, cho các bác alo hỏi em. Thì cơ bản mẫu xe này sẽ được trang bị mâm phay này, đúng không ạ? Đèn toàn bộ là đèn LED rồi, có định vị LED chạy ban ngày rồi, có cân bằng cao thấp tự động ạ. Cái lưới tản nhiệt đặc trưng của dòng CX-3, và cái cản trước nó cũng được làm lại so với phiên bản cũ một chút ạ. Ngoài ra thì mình vẫn có bóng xi nhan và bóng bi halogen. Về nội thất thì nó sẽ hơi khác so với bản AT, thì bản này được trang bị điều hòa tự động. Đây, phanh tay auto hold thì đầy đủ. Đúng không ạ? Nút comment này, đây nó hơi tối một chút ạ, anh chị đang thông cảm giúp em. Phanh tay này, auto hold này, phím điều chỉnh comment này, điều chỉnh âm lượng này. Hai chế độ lái ạ. Đây, điều hòa tự động so với điều hòa cơ ở phiên bản trước, các cổng kết nối như là đầu sạc USB vẫn đầy đủ ạ. Màn hình thì nó hơi bé một chút, tuy nhiên thì vẫn có cam đùi nhé. Ghế thì là ghế da Fanny. Đây, đây cái mặt da, đây cái mặt nỉ nhé. Chỉnh cơ, thanh giả nóc các thứ là đầy đủ. Tuy nhiên thì với cái mức tiền này và cái phân khúc như này thì nó chưa có cửa gió điều hòa, cái thứ hai cũng là một điểm khá là bất lợi của dòng CX-3 này. Thì anh chị có nhu cầu tham khảo về các phiên bản xem xe trực tiếp thì thời điểm này bên em cũng về rất là nhiều xe, từ Mazda 2, CX-3, CX-30, cốp cốp cơ nha anh chị nhé, cốp cơ, độ rộng cốp đấy, nó cũng khá ổn. Bên em tặng luôn cả thả loa cốp và con quay kích lốp đầy đủ. Đây ạ, cam đùi đây. Thì thời điểm trước ấy, cái bản 534 triệu thì tháng 12 năm ngoái bên em bán 524 thì số bán nó cũng khá là tốt, cũng nhiều khách hàng quan tâm. Đây bây giờ thì cũng về rất là đầy đủ bản rồi, bản AT, bản Deluxe hay là bản Luxury thì nhiều anh chị sẽ lựa chọn cái bản Luxury này, nó bên em bán khá là chạy. Thì em quay nhanh qua để mình có cái nhìn nhanh, có thể qua bên em xem xe trực tiếp với anh chị đang ở Bắc Ninh đấy ạ. Thì thời điểm này bên em đang bán với chính sách là tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cho khách hàng ký với là cọc mua xe. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị khí cách nhiệt Luma, với em bảo hành 5 năm, bọc vô lăng, ví da, các phụ kiện nhỏ theo xe. Thì anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp qua bên em để xem xe và đặt cái màu xe nó ưng ý nhá. Thì mẫu này là mẫu nhập khẩu bên trước Thái Lan, mình có một số màu bên em phải đặt. Vay trả góp thì anh chị chuẩn bị trước giúp em vào khoảng 20% cho chị xe và phần chi phí đăng ký đăng kiểm. Lãi suất đâu đó trung bình khoảng 6 đến 7% một năm. Thời điểm này vay thì cũng rất là dễ rồi. Chủ yếu là cái sức khỏe tài chính, hồ sơ báo cáo thuế, báo cáo tài chính của mình đẹp thì có thể vay một cách rất là nhanh. Đâu đó khoảng 5 đến 7 ngày không tính ngày nghỉ là mình có thể nhận xe từ lúc ký hợp đồng rồi. Rồi ạ, em quay nhanh cái mẫu Mazda 3 CX-3, em quay nhanh mẫu Mazda CX-3, xin lỗi anh chị, bản Luxury. Anh chị có nhu cầu alo trực tiếp qua bên em. Review chi tiết thì em cũng có một video ở trên kênh rồi. Rất mong anh chị ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.